để lên trang một tay em cầm một tay em nâng cốc bia đấy xin để cho mấy là em mời mọi người ăn ạ. Đây là ốc nhồi thịt chấm với gia vị nào em chấm đi. Sáng bia không ngừng được luôn. Bia, nhân viên phục vụ quán Thanh Niêm ngã ba tổ dân phố 4 huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên anh em nhá. Cô bé này rất là xinh đẹp 100% chưa chồng nhá. À, những ai mà chưa có vợ muốn tìm hiểu thì hãy liên hệ với Mạnh Nhất. Mạnh Nhất sẽ làm cầu nối để cho các bạn gặp nhau. Hai trái tim cùng một nhịp đập đi nhở. Đấy em uống đi, em uống bia để cho à, vâng, vào đây xin chào tất cả mọi người nhá. Đây là một mâm mà toàn những tuổi teen đang tuổi tình yêu cực kỳ rực rỡ. Đang ngồi tại quán Thanh Niêm. Đúng rồi. Chào em, bắt tay em gái, em đã có người yêu chưa? Em chưa anh ạ. À thế à? Tuổi 9x trăng tròn thế này mà tuổi 17 là tuổi bẻ gãy sừng trâu với em bảo chưa. Chào em nhé, à, đồng chí nè. Vợ anh thì bỏ em đang ăn. Em ơi. Chúc sức khỏe tất cả anh em nhé. Chào em nhé. Thôi trong cuộc sống thì không có gì hơn. Anh em thì bây giờ anh chỉ chúc các em là trong cái mùa Covid này cố giữ gìn đấy sức khỏe an toàn nhá. Vâng. Tiền không giải quyết được gì đâu nhưng sức khỏe là trên hết nhá. Đúng rồi, các em quay trở lại chào khán giả một chút cho anh nào. Chào anh em nhá. Chào mừng lại các bạn nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Sau một ngày làm việc vất vả, chúng ta hãy tụ hội lại bên tất cả những người thân yêu và gia đình của mình để tái tạo sức lao động cho ngày mai hoạt động tốt hơn. Trên tay Mạnh đang cầm là một món ăn ốc nhồi thịt tại quán bia karaoke nhà nghỉ Thanh Niêm, tổ dân phố 4 huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên. Vâng. Món này mà chấm với nước chấm này thì tuyệt vời anh em ạ. Mời mọi người nhá. Ốc nhồi thịt cuốn với lá xả và đặt trong ống tre. Hấp cách thủy anh em nhá. Anh ta trắng trắng nào em của anh. Em mang điện thoại đây. Mang điện thoại anh đăng cho em. Có một fan hâm mộ đang dùng điện thoại của mình để hỏi xin em lên YouTube đi. Em lên YouTube đi rồi anh. Vâng. Lên YouTube em. Em đánh Mạnh Nhất TV. Mạnh Nhất TV hả anh? Đây. Mạnh Nhất TV. Em đánh chữ Mạnh Nhất. Chàng trai trẻ này tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu mọi người ạ. Mạnh Nhất TV hả anh? Mạnh Nhất cách TV. Tơ đi, ra luôn. Em đánh không giấu nhá. Mạnh Nhất. Mạnh này. Nhất này. TV này, ra luôn kênh của anh này. Đấy, kênh YouTube của anh đây. Thấy chưa? Đây là anh quay độc cái quan cảnh nhà ngã ba nhà anh như này. Ý là anh đăng lên ấy, những cái gì thì nó sẽ ở cái tin nhắn này của em luôn. Và kênh thứ hai của anh là kênh AETUN. Đấy. Tí này anh hướng dẫn em cách xem nhá. Nó có tin nhắn thông báo này. Đây, đây là kênh của anh này. Kênh này là chuyên sửa chữa điện thoại. Nếu các em có điện thoại gì mà liên quan đến trục trặc em cứ vào cái kênh này học anh hướng dẫn luôn ở đây. Không cần phải ra thợ đâu. Nhá. Đấy, anh đăng ký sẵn rồi này. Ok này. Đấy, sau này các em cứ nhìn cái thông báo này, vào cái thông báo này là biết anh đã làm bài gì, nhớ chưa? Rồi, anh cảm ơn anh. Chào nhá. Cà phê karaoke nhà nghỉ Thanh Niêm, tổ dân phố 4 huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên mọi người nhá. Anh em đang tái tạo sức lao động bằng những món ăn đặc sản của ngon Thanh Niêm. Rồi, em cảm ơn
4 năm luôn. Hôm nay là rất là vô tình thôi nhá. Mạnh Nhất lên uống bia tại quán cà phê karaoke nhà nghỉ Thanh Niêm, ngã ba tổ dân phố 4 huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Và các bạn trẻ ở đây, nguyên quán, chú quán tại thị trấn Mường Ảng đúng không? Mạnh Nhất sẽ hứa với tất cả mọi người và nhất là những thanh niên vừa hết 12 nhá, có hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, đến với Mạnh Nhất sẽ dạy nghề miễn phí, dạy nghề sửa chữa mobile miễn phí nhá. Mỗi một khóa học thường Mạnh Nhất sẽ nhận từ 10 đến 20 triệu. Nhưng riêng đối với tất cả những anh em con cháu mà học hết 12 nhá, có hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Ảng, Mạnh Nhất sẽ dạy nghề miễn phí, không lấy tiền, tạo mọi điều kiện cho anh em, cho con cháu để phát triển và có nguồn thu nhập ổn định, xây dựng gia đình. Anh nhớ đăng lên kênh là để em không phải lo. Bắt tay mày đầu tiên. Mày có đồng ý không? Ok anh. Rồi, ok anh. Em sẽ ok anh. Thế được chưa? Em sẵn sàng. Nếu muốn theo nghề của anh và muốn kiếm tiền bằng thu nhập hợp pháp ổn định thì hãy liên hệ với Mạnh Nhất theo số điện thoại 0901761976. Cứ có chứng minh thư hộ khẩu thường trú hợp pháp tại huyện Mường Ảng, Mạnh Nhất sẽ miễn phí dạy nghề, không lấy tiền. Đúng không?